Trên thế giới, con trai ông Trump bị đe dọa bằng thư chứa bột trắng. Nga cấm xuất khẩu xăng trong vòng 6 tháng tới. Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì sốt xuất huyết. Cư dân mạng Trung Quốc, ung thư phổi xuất hiện khắp nơi. Tại Việt Nam, sạc nhanh sạc dự phòng có khiến điện thoại nhanh hỏng. Cháy hai căn nhà ở Sài Gòn, cần cầu đổ sập ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Phát hiện đường dây mua bán súng đạn quy mô lớn. Cà Mau ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên. Sài Gòn có mưa sau một tháng nắng nóng. Hello, xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay, ngày 28 tháng 2 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là thông tin tại Hoa Kỳ. Con trai ông Trump bị đe dọa bằng thư chứa bột trắng. Vào hôm ngày 26 tháng 2, giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra sau khi mà ông Trump Donio, con trai cả của cựu Tổng thống Trump, nhận được một bức thư gửi tới nhà riêng ở thành phố Jupiter, tiểu bang Florida, trong đó ghi nội dung đe dọa và kèm theo bột trắng có khả nghi. Hình ảnh trên truyền thông cũng cho thấy, nhân viên khẩn cấp mặc đồ bảo hộ xử lý trong nhà của ông Trump Donio, bên ngoài là một số phương tiện cứu hỏa. Ông Andrew Surabian, phát ngôn viên của con trai cả cựu Tổng thống, đã nói rằng, kết quả xét nghiệm chưa xác định được bột trắng là chất gì, nhưng giới chức cho rằng nó không đe dọa đến tính mạng. Còn ông Trump Jr. nói, nếu chuyện này xảy ra hai lần với một thành viên nổi bật của Đảng Dân Chủ, Quốc hội sẽ tổ chức điều trần, nhưng do họ của tôi là Trump, truyền thông sẽ bỏ qua sự việc chỉ trong một ngày. Cảnh sát Jupiter cũng cho biết, văn phòng cảnh sát trường Palm Beach phụ trách điều tra sự việc. Văn phòng cảnh sát trường Palm Beach đã nói họ đang phối hợp với mật vụ Mỹ, nhưng không nêu cụ thể. Ông Trump Jr., 46 tuổi, là con trai cả của cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay. Ông đã nhiều lần xuất hiện cạnh bố trong chiến dịch vận động tranh cử và gây quỹ. Trong khi đó, thì tại châu Âu, Nga cấm xuất khẩu xăng trong vòng 6 tháng tới. Hãng tin Reuters cho biết, Nga vừa quyết định cấm xuất khẩu các sản phẩm xăng trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 3 tới đây, nhằm bình ổn giá tại thị trường trong nước khi mà các nhà máy lọc hóa dầu tại nước này đang chuẩn bị bảo dưỡng. Người phát ngôn của Phó Thủ tướng Nga, ông Alexander Novak đã xác nhận thông tin này và cho biết nhu cầu nhiên liệu tại Nga đang tăng lên và lệnh cấm là cần thiết để ổn định giá trong nước. Trong thời gian gần đây, thì sản lượng xăng dầu tại Nga đang bị suy yếu bởi loạt nhà máy lọc dầu bị Ukraine tập kích bằng máy bay không người lái. Hiện nay, thì châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn do các nhà máy lọc hóa dầu tại Mỹ đang bảo trì theo mùa kết hợp với tình trạng vận chuyển nhiên liệu qua Biển Đỏ gặp nhiều khó khăn. Công suất lọc hóa dầu của Mỹ đã chạm mức thấp nhất nhiều tháng trở lại đây. Trong khi đó, thì lực lượng Houthi tại Yemen đang tăng cường tấn công các tàu chở dầu di chuyển qua khu vực Biển Đỏ. Điều này đang khiến các chủ tàu buộc phải thay đổi hải trình, kéo theo đó là thời gian vận chuyển nhiên liệu từ châu Á và Trung Đông đến châu Âu cũng như là chi phí tăng lên đáng kể. Chuyển qua thông tin liên quan tới dịch bệnh. Tại Nam Mỹ vào hôm ngày 26 tháng 2, Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế ở hầu hết các tỉnh của nước này do số ca sốt xuất huyết ngày càng gia tăng. Theo Bộ Y tế Peru, số ca mắc được ghi nhận trong 7 tuần đầu năm cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023 với hơn 31.000 trường hợp nhiễm bệnh. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch sốt xuất huyết gồm 20 trong số 24 tỉnh của nước này, kể cả các khu vực xung quanh thủ đô Lima. Vào năm 2023, dịch sốt xuất huyết ở Peru đã khiến 18 người thiệt mạng. Trong khi đó, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, nước này đã có 32 người tử vong vì sốt xuất huyết. Vào tháng 12 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch sốt xuất huyết năm 2023 ở Peru có liên quan đến mưa và nhiệt độ nóng khiến quần thể muỗi phát triển, đặc biệt là ở miền Bắc. Thưa quý vị, bệnh sốt xuất huyết lây truyền bởi Aedes aegypti, một loại muỗi sinh sản trong điều kiện nóng ẩm. Mặc dù hầu hết các trường hợp đều có triệu chứng nhẹ, nhưng bệnh có thể gây đau đầu dữ dội, sốt và đau cơ. Còn tại châu Á, tờ Vision Times hôm 26 tháng 2 đưa tin rằng trên nền tảng Douyin của Trung Quốc, nhiều người đã để lại tin nhắn dưới phần bình luận của một video có chủ đề ung thư phổi ở khắp nơi, ung thư biểu mô tuyến phổi, ung thư tế bào nhỏ, ung thư biểu mô phổi tế bào vầy, ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, gốc rễ ở đâu. Một cư dân mạng ở Hà Nam đã hét lên rằng nhà nước xin hãy quan tâm đến người dân, thật kinh khủng. Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do Covid-19 và vaccine Covid-19. Có tài khoản đã viết rằng,
Một số người xung quanh tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối sau khi dương tính. Một người thân của tôi vừa qua đời ở tuổi 40. Trong phần bình luận của một video khác trên Douyin có chủ đề Tại sao ung thư gan, ung thư phổi, ung thư thực quản và bệnh bạch cầu có mặt khắp các vùng nông thôn? Vấn đề là gì? Một cư dân mạng Quý Châu đã cho biết, thực tế là ở thành thị có nhiều bệnh ung thư hơn, chỉ là bạn không biết điều đó mà thôi. Theo đài Châu Á Tự Do, các nạn nhân của vaccine COVID-19 của Trung Quốc sẽ cử đại diện nộp, đề xuất kêu gọi thành lập cơ chế bảo vệ và cứu trợ thương tích cho nạn nhân vaccine COVID-19 và danh sách là 2.656 nạn nhân tại lưỡng hội năm 2024. Dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi khắp đại lục. Theo truyền thông nước ngoài, người dân nhiều nơi đưa tin rằng bệnh viện địa phương đang chật kín, giường bệnh thiếu hụt trầm trọng. Tuy nhiên, quan chức không nói sự thật, các bệnh viện thường nói tránh là cúm A. Số ca đột tử không rõ nguyên nhân cũng tăng vọt, nhiều người trong số họ ở độ tuổi 30 hay là 40, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, dịch bệnh bùng phát trong giới trẻ khiến nhiều người đã tử vong. Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục che giấu tình hình dịch bệnh, nên tình hình thực tế có thể là còn nghiêm trọng hơn. Chuyển qua phần tin tức tại Việt Nam. Thưa quý vị, hiện thì đa số điện thoại thông minh đều được trang bị tính năng sạc nhanh để giúp tiết kiệm thời gian. Và theo đó thì trên thị trường cũng tràn ngập các loại sạc dự phòng có thêm tính năng sạc nhanh với nhiều mẫu mã, kích thước và mức giá cũng đa dạng. Tại Sài Gòn, trên các tuyến đường như là đường 3 tháng 2, quận 10, Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh hoặc trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada có nhiều gian hàng bán sạc dự phòng, sạc nhanh không thương hiệu, phổ biến nhất là loại 20.000 mAh/giờ, giá từ 160 đến 269.000 đồng. Những loại dung lượng cao đến 50.000 mAh/giờ, giá chỉ từ 280 đến 360.000 đồng. Bộ sạc nhanh nhái Apple được bán nhiều với giá 139 đến 160.000 đồng. Trong khi đó thì các loại sạc chính hãng dung lượng 20.000 mAh/giờ đang được bán với giá là 600.000 đến 1,2 triệu đồng. Bộ sạc nhanh Apple có giá hơn 1 triệu đồng. Để tiết kiệm tiền, nhiều người dùng thường mua sạc nhanh và pin dự phòng không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, theo một kỹ thuật viên ở Sài Gòn, việc dùng các loại phụ kiện không rõ nguồn gốc chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu. Dùng bộ sạc nhái dòng điện không ổn định, dễ nóng máy và hư hại linh kiện bên trong, nhanh chai pin, phù pin hay là phát nổ, bị tác động bên trong điện thoại sẽ nhanh hỏng. Tương tự, một chuyên gia công nghệ cho biết, sạc dự phòng sạc nhanh giá rẻ hiện gồm hai loại, chính hãng giảm giá sâu và không có thương hiệu. Loại không có thương hiệu sẽ khiến điện thoại nhanh hỏng và dễ chập cháy. Để tránh rủi ro, tiết kiệm chi phí, người dùng có thể chọn mua phụ kiện giá rẻ ở những cửa hàng điện máy uy tín. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Vào gần 21 giờ hôm qua tại Sài Gòn, một cửa hàng bán bàn ghế tủ gỗ trên đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình đã bị cháy. Tuyến phố này chuyên bán đồ mỹ nghệ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn nhà rộng chứa 200m² và lan nhanh sang nhà bên cạnh cũng bán đồ tương tự. Nhiều người đã hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng không thành. Sau khoảng 10 phút, xe chữa cháy cùng lực lượng cứu hỏa đã đến và gần 22 giờ, hỏa hoạn cơ bản được khống chế và ngăn cháy lan. Vụ cháy không gây ra thương vong nhưng nhiều tài sản, đồ đạc cũng bị thiêu rụi, giao thông ùn tắc hơn 3 km. Một cụ già hơn 70 tuổi, sống trên lầu gần căn nhà cháy đã bị ngạt khói được đưa đến bệnh viện. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, gần 17 giờ chiều qua ngày 27 tháng 2 trên cầu Cửa Lấp cũ, một cần cầu cao khoảng 15 m được đặt trên xà lan kéo ra giữa sông để thi công trụ cầu Cửa Lấp 2 thì xảy ra sự cố bị đứt dây cáp. Và lúc này thì một người đàn ông 42 tuổi đang chạy xe máy hướng từ huyện Long Điền đi thành phố Vũng Tàu thì bị cầu rơi trúng, tử vong tại chỗ. Phần ngọn cầu rơi đè bẹp lan can cầu. Đến hơn 18 giờ, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài, sự việc đang gây ùn tắc giao thông. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, tối 27 tháng 2, cảnh sát điều tra cho biết đã bắt giữ người đàn ông 33 tuổi ở huyện Mộ Đức khi người này đang vận chuyển 1.000 viên đạn thể thao. Khám xét chỗ ở, cảnh sát phát hiện 92 khẩu súng quân dụng, súng săn, đồ chơi nguy hiểm. Ngoài ra còn có 14.600 viên đạn thể thao. Người đàn ông này cũng cho biết đã đặt mua vũ khí, linh kiện vũ khí từ nhiều nơi, sau đó đưa về Quảng Ngãi giấu tại các kho khác nhau, dùng các nhóm kín trên mạng xã hội đăng quảng cáo, tìm người mua. Cảnh sát cho hay, trước khi bị bắt, người này đã thực hiện hàng trăm giao dịch, người mua phải đặt cọc hoặc thanh toán tiền trước mới được nhận hàng. Phương thức gửi hàng là tháo rời các bộ phận, đóng thành kiện hoặc ngụy trang như là các gói hàng bình thường. Nguồn vũ khí này được cho là nguy hiểm nếu như mà rơi vào tay các nhóm tội phạm. Cùng chuyển qua một số tin vắn đáng chú ý khác.
Vào hôm 27 tháng 2, Sở Y tế tỉnh Cà Mau thông báo về một trường hợp 36 tuổi ở xã Định Bình, thành phố Cà Mau nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ, đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Gia Liễu Cần Thơ và đợi kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra dịch tễ ghi nhận, gia đình bệnh nhân có 5 người, cha mẹ đi nước ngoài mới về khoảng 3 ngày và 2 người em đang sinh sống ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau. Còn tại Bạc Liêu, đưa đờn ca tài tử vào trường học. Trong đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh đã đưa nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vào nội dung giảng dạy thuộc môn âm nhạc và các hoạt động ngoài giờ tại các cấp học phổ thông. Ngoài ra, tỉnh sẽ mở lớp hướng dẫn truyền dạy 20 bản tổ đờn ca tài tử cho cán bộ phụ trách văn hóa xã hội, giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và hội viên các câu lạc bộ đờn ca tài tử. Sài Gòn có mưa sau gần một tháng nắng nóng. Khoảng 15 giờ chiều qua, mây đen kéo đến, trời âm u gây mưa ở một số quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức và trung tâm thành phố. Mưa khoảng 10 phút trên diện rộng đã khiến nhiều người bất ngờ. Cơn mưa trái mùa giúp nền nhiệt ngoài trời giảm từ 2 đến 3 độ C, làm giảm oi bức sau gần một tháng nắng nóng gay gắt kéo dài. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần tránh những trận mưa trái mùa vì trong nước chứa nhiều chất ô nhiễm không khí, người trúng mưa dễ bị cảm. Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, năm nay nắng nóng gay gắt kéo dài trong tháng 2 là bất thường. Trong tháng 3, tháng 4 có những đợt nắng gắt kéo dài diện rộng. Đến cuối tháng 4, các tỉnh phía Nam bắt đầu vào mùa mưa. Và những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!